Hello, chào anh chị em và các bạn theo dõi đài của mình trên YouTube. Ở bên Mỹ này vẫn còn trong cái tình trạng đại dịch, và mấy tháng này lộn xộn những cái chuyện biểu tình bạo động bên Mỹ. Nhưng mà hôm nay Tuấn muốn trở lại một cái đề tài nó hơi vui một chút ha. Và cái đề tài này là hôm nay thì Tuấn muốn dùng vài phút để nói với các bạn, chia sẻ với các anh chị em một cái gương của một người coi như là tuổi trẻ tài cao, cứ nói là tài ba xuất chúng ở bên Mỹ. Anh chàng này coi như là một cái hiện thân của bao nhiêu giấc mơ của những người trai trẻ trên đất Mỹ này. Thì anh chàng này đã vào lính không, đi vào trong cái ngành lính biệt hải của Hải quân, là Navy SEAL bên Mỹ đó. Cái này là rất là khó vô nha các bạn. Một trăm mấy chục người đi học, chỉ có khoảng mười mấy người đã ra trường thôi, không? Cái này rất là khó. Và sau đó thì trong cái thời gian phục vụ trong lính đó, nhiều lần đi đánh trận ở bên Iraq này nọ, anh ta lập nhiều chiến công hiển hách. Và khi mà trở về Mỹ đó thì anh ta vẫn còn trong lính, anh ta đi học đại học và tốt nghiệp với cái mảnh bằng cử nhân, và sau đó thì anh ta mới đi học trường y dược của một trường rất là nổi tiếng là Harvard Medical School, và anh ta tốt nghiệp cái mảnh bằng bác sĩ. Rồi sau đó anh ta xin vào trong một cái chương trình đào tạo những phi hành gia, và hiện giờ đó năm 2020 thì anh ta thập thủ là một người phi hành gia, chuẩn bị có thể là trong tương lai anh ta sẽ có cái nhiệm vụ bay lên không gian. Thì hôm nay mình kể là cái tiểu sử rất là đặc biệt của anh chàng này. Thì anh chàng này có cái tên là Johnny Kim. Anh ta sinh ra trong một cái gia đình người Nam Hàn di cư sang Mỹ ở gần cái thành phố Los Angeles. Ba mẹ anh chàng sang đây vào đầu năm 1980. Thì gia đình mở một cái tiệm bán rượu và tạp hóa, còn mẹ của anh ta thì đi làm giáo viên cho những cái trường trung học ở gần đó. Và anh ta được sinh ra vào năm 1984, và khi mà 18 tuổi đó, lúc ra trường high school đó, vào năm 2002 đó, thì anh ta tình nguyện vào lính Hải quân. Mình đọc những cái bài báo mình thấy đó, anh ta tiết lộ cho phóng viên nói đó là trong cái thời gian anh ta đi học trung học đó, anh ta là một một chàng trai trẻ rất là nhút nhát, khù khờ, nhưng mà anh ta vẫn vào lúc 16 tuổi đó thì anh ta đã có ước mơ để làm một người lính biệt hải Navy SEAL. Thì khi mà năm 2002 đó anh ta xin vào lính Hải quân đó, thì anh ta theo đuổi cái chương trình đào tạo người lính biệt hải, và anh ta ra trường và làm việc cho những đội quân biệt hải. Và trong cái thời gian phục vụ ở bên Iraq đó, anh ta lập rất là nhiều chiến công hiển hách. Mình thấy cái hồ sơ quân bạ của anh ta đó, trong cái source document mình sẽ để lên cho các bạn thấy đó, là anh ta đã tham gia chiến trường và có cái Combat Action Ribbon, rồi cái Bronze Star huy chương đồng, rồi cái huy chương cao nhất là cái Silver Star. Và sau khi mà anh ta trở về Mỹ đó, thì anh ta đi học tại một cái trường tư nhân công giáo, University of San Diego. Vào năm 2012 đó, anh ta tốt nghiệp cái bằng cử nhân toán, mà không phải tốt nghiệp bình thường, anh ta tốt nghiệp với cái hạng có thể nói là tối ưu, là summa cum laude. Ở các trường đại học ở bên Mỹ này, khi mà bạn tốt nghiệp trường, người ta theo cái điểm của bạn, người ta sẽ cho các bạn cái điểm mà có ba cái thành phần. Cái hạng thứ ba đó gọi là cum laude, là những người nào mà tốt nghiệp top 20%, coi như là top của cái class của họ đó là 20%. Rồi cái hạng kế tiếp, hạng thứ hai đó là cái ưu hạng đó, là magna cum laude, là cho những dành cho những người nào mà tốt nghiệp top 10%. Rồi cái hạng thứ nhất, cái hạng cuối cùng, cái hạng cao quý nhất đó, là tối ưu hạng đó, rồi cái hạng đó là
Summa cum laude là chỉ dành cho những người nào mà tốt nghiệp top 1% hay là 5% cho cái lớp của mình, thì anh ta được tốt nghiệp với cái điểm tối ưu hạng, và sau đó thì anh ta được gửi đi học quân trường sĩ quan và tốt nghiệp thành một người sĩ quan trong hải quân Mỹ. Và trong cái thời gian này anh ta theo học, xin vô cái chương trình đào tạo bác sĩ, thì anh ta được gửi đi học tại cái trường y dược của cái trường đại học nổi tiếng Harvard. Thì vào năm 2016 đó anh ta tốt nghiệp cái trường thuốc này, và sau một năm thực tập tại hai cái bệnh viện ở General Hospital và một cái Women Hospital ở bên Boston đó, thì anh ta thực thụ trở thành một người bác sĩ đặc biệt chuyên về khoa cấp cứu. Và vào năm 2016 đó, 16 hay 17 đó, thì anh ta xin vào được cái chương trình đào tạo những cái phi hành gia của Hoa Kỳ. Và hiện giờ anh ta đã coi như là tốt nghiệp xong cái chương trình đó rồi, thì anh ta chờ đợi cái assignment, cái nhiệm vụ để bay lên không gian trong tương lai. Các bạn thấy ở bên Mỹ này á, chỉ có bên Mỹ này hay là ở những nước Tây phương đó mới có những cái trường hợp đặc biệt như vậy. Một người xuất thân là một người di dân, không phải là từ một gia đình giàu có hay là gốc da trắng, nhưng mà nếu bạn có tài, bạn siêng năng thì có công mài sắt, có ngày nên kim. Mà anh ấy tên cái họ tên là họ Kim nữa, thì nó hơi kỳ thú như vậy. Thôi Tứng xin chia sẻ cái mẫu chuyện về một gương của một người đặc biệt cho các bạn nghe và xem. Thì Tứng xin tạm dừng nơi đây, và chúc các anh chị em vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an trong cái thời kỳ đại dịch này. Thôi Tứng xin chào các anh chị, bye bye.